Dạ, kính thưa cô chú anh chị, hiện tại thì Mười đang có mặt tại chợ Thủ Dầu Một Bình Dương. Thì hôm nay Mười gặp lại bé Hòa Thương quý vị. Cậu bé năm nay là 18 tuổi. Hàng ngày thì đãi chiếc xe ván như thế này để bán vé số quý vị. Thì theo lời kể của người mẹ, hôm trước Mười cũng có đã gặp rồi. Thì Hòa Thương là bị bẩm sinh từ nhỏ quý vị. Thì bản thân em bây giờ thì không có đôi chân. Hàng ngày thì em đi bán vé số ở khu vực Bình Dương. Thì bán rất là nhiều địa điểm quý vị. Đôi lúc thì em bán chợ Lấy Thiêu và chợ Thủ Dầu Một, nói chung là trong cái khu vực Bình Dương quý vị. Qua hình ảnh này thì Mười cũng mong muốn rằng là quý vị nếu mà có gặp em bán vé số trên đường thì hãy cố gắng ủng hộ quý vị. Bản thân em thì còn khá nhỏ tuổi nhưng mà em đã gặp một cái khiếm khuyết như thế này, nhìn rất là đáng thương. Thưa quý vị khán giả, thì cách đây cũng rất là lâu rồi, gần có một năm rồi quý vị. Thì lúc trước Mười cũng có chia sẻ về hoàn cảnh của em Hòa Thương, thì cũng được quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ. Thì hôm nay thì Mười đến đây để gặp lại em Hòa Thương và cũng như là trao số tiền mà mạnh thường quân ở bên nước ngoài ủng hộ cho cậu bé quý vị. Hiện tại thì bây giờ là trời khá là nắng quý vị, nhưng mà nhìn thấy em Hòa Thương không có đội mũ đi ngoài nắng như thế này, nhìn rất là đáng thương quý vị. Thì theo Mười nhìn thấy thì trên tay của em cũng còn chỉ vài tờ giấy số thôi. Bây giờ thì cũng gần 11 giờ trưa rồi quý vị, nên có lẽ rằng là giấy số chắc cũng là sắp hết rồi. Dạ. Cô mua ủng hộ cho em ha. Thôi còn bao nhiêu tờ để anh mua đi. Mình vào trong mát này ngồi anh hỏi thăm một chút. Còn bao nhiêu tờ em cầm đi, em cầm đây tí nữa đưa cho anh. Vô trong này ngồi đi em. Rồi, vô đây ngồi cho nó mát. Rồi, ngồi đây được rồi em. Có cái chỗ này theo trúng. Sáng nay em bán được bao nhiêu tờ? 300. 300 tờ hả? Nói lớn lớn ra dùm anh nha, để cho quý vị khán giả nghe rõ. Chắc em còn nhớ anh đúng không? Hôm trước cách đây gần một năm là anh có gặp em đó. Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ. Thôi bây giờ anh hỏi thăm lại về hoàn cảnh của em ha. Em là tên Hoài Thương đúng không? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? 19 tuổi hả? Dạ. Mấy lâu nay là anh bán vé số ở Bình Dương hay là có bán ở đâu nữa không? Dạ, vòng vòng đi với bên Sài Gòn. Bán là một ngày bình quân là bao nhiêu tờ? 300. Em có anh chị em gì không? Có. Có bao nhiêu anh chị em em? 3 người. Hai người kia là có bình thường không? Bình thường. Quê em là ở đâu em? Ở Đồng Tháp. Rồi hàng ngày là ai chở em ra ngoài chợ để bán vé số? Mẹ. Mẹ đi xe máy chở ra hả? Dạ. Giờ hiện tại mình đang ở trọ ở đâu em? Ở trong khu dân cư Thuận Giao. Em là bị bẩm sinh hay là lớn lên mà sinh ra rồi mới bị em? Cho mua mẹ ra. Mẹ ra hả? Rồi em có chiếc xe lăn không em? Dạ có, xe đạp điện. Xe đạp điện hả? Dạ. Ủa xe đạp điện là xe ba bánh hả? Dạ. Rồi mình có xài nó không? Dạ có. Nhưng mà đi bán với số là mình không đâu có đi được đúng không? Dạ, bán số xe này dễ hơn. Xe đạp điện làm nuôi lâu chưa? Có được cũng mấy tháng à. Được dần giãn cách á. Là giãn cách à, dạy là mới mới đây thôi đúng không? Dạ. Lâu quá là anh không có gặp. Rồi cái xe đạp điện đó là chủ yếu là mình để ở nhà mình đi lại sinh hoạt thôi. Còn dạ, đi bán vé số thì em vẫn đi bằng chiếc xe gỗ như thế này. Bởi vì trong quá trình mà vận chuyển xa thì đâu có đi được đúng không? Dạ. Chiếc xe nó có lớn không? Xe giống như xe máy điện của xe bánh gì đó. Nó bằng vậy đó. Rồi lâu nay rồi em có về quê không? Dạ hồi Tết có về. Khi mà lớn lên rồi em biết mình bị mất hai cái chân như vậy là em có buồn không? Dạ không. Không buồn hả? Bạn bè rồi có nói về em không? Dạ không. Vậy rồi Covid rồi em có ổn không? Có bị sao không? Dạ không, bình thường. Bình thường. Rồi chích vaccine cho em? Dạ chích rồi. Rồi mình bán vé số vậy là mình bán một buổi hay là một ngày? Một buổi thôi, giờ này là về đó. Giờ là về chiều nghỉ. Dạ. Rồi chiều nghỉ có làm gì không? Chiều có đi bán vé số đỡ xíu, sáng đỡ bán. Rồi những cái sinh hoạt cá nhân là tự em sinh hoạt hay sao? Dạ. Rồi ở nhà có phụ mẹ làm công việc gì không hay là? Dạ không. Không, chỉ bán vé số thôi ha. Dạ.
Em lên xuống giường là mẹ bồng lên hay là em tự lên? Tự lên. Tự lên nằm ngủ là bình thường đúng không? Dạ. Em ăn uống được nhiều không? Dạ, cũng bình thường. Bình thường à. Ngoài cái bị hai cái căng này là em có bị chỗ nào không? Có đau chỗ nào không? Dạ không có đau. Hình như anh để ý anh thấy cái xương sống của em bị cong đúng không? Tại em ngồi dùng cái viết á. Để anh coi nè. Tại ngồi dùng á. Năm nay là em 18 tuổi đúng không? Dạ, ở trong giấy 18, ở ngoài 19. Ở ngoài thật, có nghĩa là tuổi thật là 19 tuổi? Không, tuổi thật ở trong giấy là 18. À. 24. Rồi có bạn không? Có bạn gái gì không? Có quen ai không? Có dùng điện thoại bình thường không? Dạ được, có dùng. Ừ. Nói chung điện thoại bình thường, chữ thì vẫn đọc được đúng không? Dạ. Chữ là hồi lúc trước đây là hồi anh có nghe nói là ba em dạy cho em với em đau đi đến trường đó. Dạ. Ừ. Em là người thứ mấy trong nhà? Có chị hai là có em là nhỏ út á. À, có nghĩa là em là người giữa. Dạ. Chị hai làm công việc gì? Đi làm công ty. Làm công ty à. Mẹ chở em đến đây rồi mẹ bán cái gì em? Có bán gì không? Cũng bán số. Cũng bán vé số à. Hình như là ngồi bán vé số là có bán bánh gì đúng không? Dạ, có cơm cháy mà em nghĩ là. Hiện tại phòng trọ là có mấy người ở em? Hiện tại phòng trọ là có 5 người. 5 người à? Ba mẹ với lại ba anh chị em à? Có nhỏ cháu. Từ đây mà về có nhỏ cháu à? Cháu ruột á à? Con có chị hai. Ra từ đây về phòng trọ xa hả gần em? Từ đây về trọ hả? 8 cây. À, hàng ngày là cứ đến giờ bây giờ là bán là hết xong rồi về nhà là chiều nghỉ rồi buổi chiều tối có đi bán lại không hay là để sáng ngày mai mới đi bán? Có chiều tối đi bán được mấy chục tờ, cái sáng còn ít đó. Có nghĩa là chiều tối là đi bán ở gần nhà thôi. Dạ, sáng ngày mình mới đi xa ha. Dạ. Ở nhà sinh hoạt có nhân rồi có cần người khác phụ em về vấn đề gì hay là tự em làm hết? Tự làm. Mặc áo em tự mặc được luôn à? Dạ. Chỉ có lấy đồ trên cao khi mẹ lấy thôi, còn như là em tự làm. Vậy là khả năng của em cũng còn khá là tốt ha. Dạ. Hình như anh thấy em đãi bộ hoài thành ra cái cơ bắp nó cũng to dữ ha. Ở nhà có tập thể dục không? Dạ không ạ. Mà em đi vậy thì cần gì mà tập thể dục nữa. Dạ. Anh thấy là cái lực em đãi đi rất là xa luôn á. Dạ. Ba làm công việc gì? Đi làm hồ. Làm cũng ở đây luôn rồi. À, thôi hôm nay thì anh đến đây thì thăm lại cái tình hình sức khỏe của em như thế nào. Rồi sau đó thì anh thay mặt Mạnh Thường Quân để trao lại số tiền. Thì có ba bạn trẻ ở Mỹ. Ba bạn chắc có lẽ là cũng cùng tuổi. Nói chung anh cũng không hỏi kỹ là bao nhiêu tuổi nhưng mà anh nghĩ là còn rất là trẻ. Mấy bạn nó còn đi học. Nhưng mà sau khi mà xem cái video của em á thì nên có gửi 100 đô để ủng hộ cho em. Bây giờ thì anh xin đọc lại cái tên của ba bạn ở nước ngoài nha. Tên là tên nước ngoài không chứ không phải là tên Việt của Nam mình. Là có bạn thứ nhất là Hailey. Có bạn thứ hai là Bradley. Còn có bạn thứ ba là Jayden. Thì nói chung thì anh đọc phát âm tiếng Anh thì nó cũng không được rõ ràng lắm. Có gì thì anh sẽ ghi cái tên, ba cái tên ở trên màn hình video á. Cái gì em về em xem lại nha. Có gửi cho em là 100 đô. Và 100 đô thì anh đổi ra là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng. Em tính lại số tiền giúp anh đi. Tiền chắc em là tính được đúng không? Dạ được. Đủ chứ em? Dạ đủ. 2.300.000 đồng. Bây giờ em có gửi lời cảm ơn gì đến cho ba bạn không? Dạ, cảm ơn ba bạn đã giúp đỡ cho em 2.3 này để xây sửa sống qua ngày. Để xây sửa sống qua ngày. Dạ. Rồi có chúc sức khỏe ba bạn gì đó anh chúc không? Dạ, chúc ba bạn sống vui vẻ mỗi ngày. Học giỏi nữa. Dạ, giỏi. Chung là ba bạn chắc anh nghĩ là chắc cũng còn đi học. Bởi vì theo lời chia sẻ là người gửi tiền cho anh đó thì nói là ba bạn theo dõi video của em á, thấy thương nên thành ra là có gửi cho em 100 đô. Hy vọng sau cái video này thì có nhiều Mạnh Thường Quân cũng cô chú anh chị sẽ quan tâm, sẽ
ủng hộ cho em ha. Thì cái số điện thoại của em thì anh gọi không có được, hình như là chỉ có gọi số điện thoại mẹ thôi. Cái máy hư đang sửa. À, máy hư đang sửa à? Dạ. Hư lâu chưa mà? Hư máy như này. À, máy như này à. Nhưng mà số điện thoại nó vẫn còn xài đúng không? Dạ còn xài, tại cái sim nó nằm trong máy sửa rồi. À. Máy ra. À rồi rồi rồi. Vậy là vài bữa này là xài lại đúng không? Em đọc lại số điện thoại của em đi. 0307 416 830. À, ok. À, số điện thoại của em luôn đúng không? Dạ. Em ngoài 18 tuổi. Rồi, ok. Thì hôm nay thì gặp em thì anh trước được thăm em sau thì anh trao lại số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Rồi anh chúc em vừa giờ sức khỏe nha. À, mua mai bán đất. À, có gì nếu mà có Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị mà quan tâm giúp đỡ thì anh sẽ liên hệ cho em và gặp em để trao lại số tiền ha. Rồi, chúc em sức khỏe. Bye bye em. Ha.